Trong nhiều chính sách gói hỗ trợ doanh nghiệp từ sau đại dịch COVID-19, việc giảm thuế, phí, trong đó có giảm tiền thuê đất, được doanh nghiệp đánh giá rất cao. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Cộng đồng doanh nghiệp nhờ vậy có thêm nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Với mặt bằng nhà xưởng gần 3 ha tại khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai, từ năm 2022, doanh nghiệp này được giảm tiền thuê đất, nay lại được tiếp tục thụ hưởng chính sách này, và số tiền được giảm là không nhỏ. Hiện nay thì là cái chỉ số tiêu dùng thấp, giá cả thì rất là đang cao. Nếu như mà có những cái sự ưu đãi nào cho doanh nghiệp thì đấy là một cái sự động viên, khích lệ và cũng là tạo cái nguồn vốn cơ bản cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tái đầu tư. Với những doanh nghiệp khác, mặc dù tiền thuê đất không quá lớn, nhưng khó khăn mà họ đang gặp phải thì chính sách như thế này là sự đồng hành tiếp sức rất ý nghĩa từ chính phủ. Thêm sự hỗ trợ là thêm động lực để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với chính sách giảm tiền thuê đất đến 30% vừa được chính phủ ban hành thì cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp thì cũng có thể tận dụng cái việc giảm tiền thuê đất này để có thể đầu tư vào máy móc để có thể là phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Đã giảm thuế cho các doanh nghiệp ở khu công nghiệp 30% thì cái việc giảm thuế nó cũng mang lại cái lợi ích rất nhiều cho công ty chúng tôi. Tôi sẽ đầu tư, tái đầu tư trong những cái phần ví dụ là máy móc, trang thiết bị và trả lương công nhân và những cái chi phí khác trong của công ty. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, năm 2022, với chính sách giảm tiền thuê đất đã trực tiếp hỗ trợ giảm 5 tỷ đồng cho các đơn vị doanh nghiệp. Năm nay, theo rà soát, sẽ có 171 doanh nghiệp thuộc diện giảm tiền thuê đất. Đây là trợ lực rất lớn cho doanh nghiệp, trong khi các đơn hàng bị cắt giảm, kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn. Ban Kinh tế đã lập sổ bộ theo dõi hàng năm, cũng như là hàng năm là thông báo các cái tiền thuê đất cho các cái tổ chức cá nhân và thực hiện cái việc lập tổng hợp các cái hồ sơ và thông báo cái việc miễn giảm. Thì Ban Kinh tế đã ký cái văn bản gửi cho từng các cái doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, cá nhân có liên quan trong khu kinh tế để thực hiện các cái thủ tục để được hưởng cái ưu đãi của chính phủ về việc miễn giảm tiền thuê đất phát sinh năm 2023. Chính sách giảm tiền thuê đất được chính phủ ban hành liên tục từ năm 2020. Số tiền thuê đất được miễn giảm trên toàn quốc trong năm nay là 3.500 tỷ đồng. Song song với việc triển khai, cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, không để xảy ra trường hợp kê khai không chính xác nhằm trục lợi chính sách.